Đi đường nào ạ? À vâng, đây cháu quay tí, đang khoái cái quay cái mực nhảy đấy. Đi đây xuống đây thầy. Cái này là phải nuôi nó ở ngoài lồng ngoài này ạ? Đúng rồi, nước. Vâng. Đây nuôi lồng ở dưới này đây. Của nhà mình đây gì ạ? Vâng. Ôi. Xuống đi trước, bác đi trước. Nuôi nước biển tự nhiên nó mới sống. Ôi. Đây. À. Nó đang bơi đấy. Kéo mà. Kéo vào ùm xuống đây. Vật siêu đấy. Vỏ đấy. Đây, cả đàn mực đây. Những cái con trắng trắng này bé hơn những cái con đỏ đỏ kìa. À, nó giống nhau rồi, có cái nó đổi màu này qua màu kia rồi. À nó đổi màu này. Vâng. Đó cả mình sau lưng này, quay cả mình sau lưng này. À đây đây có. Đây con này là cá mú à? À. Cái này người ta bắt như nào hả bác? À người ta câu. À câu mực sống rồi. Mà đi đây không là em đi theo cái này chứ đừng đạp cái này lúc kia em đi không quen luôn. Đi theo cái ván gì ạ? Vâng. Ùm một phát rồi. Thôi. Đây bên đây bên đây. À vâng bên đây chứ. Cái này có chắc không này? Bên kia là của nhà họ chứ. Ừ, bên kia là nhà họ. Đây đây chỗ này nhiều này. Đừng chết ạ. Cẩn thận nha. Không xuống được đâu. Ui. Đẹp quá. Đây này, mực bơi nguyên. Tí nhiều á. Vâng, 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 vâng. Tí nữa vớt lên trông nó còn thích nữa. Chính hiệu Vũng Áng. Đẹp quá. Đây em quay tí rồi. Bắt đầu vớt vớt mực nhảy nhá. Ui, càn đàn nó chạy lung tung thế này. À bắt được rồi. Ôi nhảy. À nó phụt mực cái chứ nhỉ? Nó phụt nước cái chứ nhỉ? Ôi mày cái bắn cái đén này ra đó. Em ấy lấy cái nha rồi mới sai chứ rồi. Đấy vừa vừa thôi, vừa vừa ăn mực xong mà. Đi. Không không ăn hết được đâu. Ăn gỏi không? Cái gì? Nó bắn này. Quan trọng nó bắn này. Nè đến cả chân đây. Nó bắn mực đây. Đen hết cả máy rồi. Ai bảo đứng gần. Quá hay. Chị Thanh đầy chân. Ấy. Con này ác, con này bắn ác nhờ. Bắn mực đến cho cả ngươi cả mưa rồi. Trời ơi, bẩn hết rồi muốn nữa. Em ơi. Cá đây là cá này. Đi lên màu ai bột. Đây, cá quá đẹp. Xây xe ở nhà rồi, cả thuốc lào ở nhà rồi. Cẩn thận ngã nhá. Đó. Cá đây, cá mú đây. Thả con nhỏ xuống bắt cái to. Không lên này em. Vân quay tiếp à? Ờ thôi. Đằng nào chả ấy, quay tiếp ở đây đi. Đàn mực này đẹp nhỉ. Đấy, nó đang bơi. Mực nhảy hậu thìn, mực nhảy chính hiệu. Mực nhảy nhà hàng Anh Tiến, mực nhảy tôm cua cá ghẹ. Đấy, đến Vũng Áng là mình vào cái nhà cuối cùng. Mực nhảy thanh nhàn nhảy. Mực nhảy lại nhảy cao. Mực nhảy. Mực nhảy
Hiếu Nghị, mực nhảy tôm cua cá ghẹ, nhà hàng Anh Thọ. Có một dãy đây là toàn các nhà bè hết. Trường vẽ, trường vẽ Anh Thuần. Gì đây nữa? Diện Thanh nhiều lắm. Hùng Xuân mực nhảy. Đàn Tuyết. Thoàn Liên. Tức là mực nhảy thì là nó ấy chứ, tôm cua cá ghẹ là người ta cũng mua lại của người câu sống nguyên, nuôi bè nuôi lồng để phục vụ khách thân thiện này. Lại còn mực nhảy Xuân Hinh. Xuân Hinh. Tuấn Thọ, Vân Vân và Mây Mây. Đấy. Xin chào Vũng Áng, chúng tôi đi về Hà Nội thôi.